Tại cuộc họp giữa Bộ Công Thương với các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn năng lượng EVN, PVN và các chủ đầu tư về các dự án nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên khai thác trong nước và khí tự nhiên hóa lỏng LNG nằm trong danh mục các dự án trọng điểm đầu tư theo quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 vừa được tổ chức mới đây. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu một số địa phương chưa tiến hành lựa chọn được nhà đầu tư phải hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án điện khí LNG theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi nghe ý kiến của các địa phương, các nhà đầu tư, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu đối với các tỉnh chưa tiến hành lựa chọn được nhà đầu tư là 3 tỉnh, Thanh Hóa, Nghệ An và Ninh Thuận, thì phải hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng tinh thần tại thông báo 94 của Bộ Công Thương. Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, phải gấp rút triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, trình phê duyệt FS là báo cáo phân tích chi tiết tất cả các khía cạnh quan trọng của một dự án được đề xuất để xác định khả năng thành công của dự án và triển khai các bước tiếp theo để trước năm 2029, các dự án điện khí tại 3 tỉnh, thành phố này phải được phát điện thương mại. Đối với các tỉnh, thành phố đã lựa chọn được nhà đầu tư có các dự án đang triển khai xây dựng, đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị có liên quan khẩn trương đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó chủ động giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo Chính phủ, báo cáo Ban chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành năng lượng, báo cáo với Bộ Công Thương để hỗ trợ giải quyết trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Đối với các chủ đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu phải khẩn trương thật nghiêm túc cùng với nỗ lực cao để triển khai thực hiện dự án điện theo quy định của cấp có thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời phản ánh, báo cáo, đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương và với Bộ Công Thương về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời giải quyết.